bộ quá to luôn. Chào mọi người, nghỉ đi bẫy gần tuần nay rồi vì mưa rét rồi. Từ hôm bẫy được lại, bắt được lại con mồi mơ cũng cảm thấy vui nên cũng không đi bẫy nhiều. Hôm nay mới thấy nhớ thì hôm nay mới đem đi. Úi nó bay lên trên đầu cháu này cụ này. Tí nữa mọi người xem nhé, mấy cặp chim này rất là căng. Hôm nay trời tiết ở đây cũng ấm lên khối rồi. Mọi người xem đấu con bổi này nhá. Con bổi này quá là đẹp luôn. Tí nữa nó bay về nơi này. Úi nó đuổi nhau ở trên đầu cháu 5-6 con này cụ ạ. Ối này, mồi lại ché đấy. À con bổi ở ngoài nó ché. Có một con ở ngoài trên đầu cháu nó ché, trên cây mít đấy cụ ạ. Con này hay xòe lắm. Mấy ối mồi ché rút rồi. Ôi ché đẹp rồi. Rồi rồi. Đẹp nha cụ nhỉ. Thôi. Nó vướng người. Hay nó vướng cái gì ạ? Này nó hơi lạnh luôn cụ ạ. Nhiều quá. Đấy, mồi nó ché rồi đấy. Không được, đấy xuống rồi, xuống rồi, xuống rồi. Úi, con này đẹp lắm cụ ạ. Xòe đẹp lắm. Chưa rồi nó nhìn thấy cháu rồi. Nhìn thấy cái này. Nhìn thấy cháu không? Nhìn thấy cái cháu nghỉ mà tuần nay hôm nay cháu mới đi bẫy đấy. Con chim bổi ngoài đẹp quá. Hôm trước cháu còn sổng mất con chồng màu mùi mơ của cháu này. May cháu bẫy lại được. Và cháu phải lấp lấp đi một tí. Con này nó ho to thế thì này. Đấy thôi. Em về ở đây cụ này. Con này con chim này to đẹp lắm cụ ạ. Giọng một to. Cháu ơi, tí nữa cháu lại bận việc rồi, nếu mà không được thì hôm sau. Đấy, lại lên rồi. Quá ché nhiều. 3-4 con đấy. Thôi lại bay lên trên. Và cháu cho con này đi bẫy nhiều lắm rồi năm này. Ui nó ché đấy. Thôi đi bẫy đấu này hay hơn quá. Dùng nhựa nó không hay. Con này cũng to thật đấy cụ ạ. Này nó rét nó tự nhiên này nó dừng lại nó đỡ chim nó còn căng căng lên tí. Nó còn hót nhiều. Con này to lắm cụ ạ. Mũi mồi nó ché rút đấy. Trời ơi. Con này mà nếu cháu không bẫy được hôm sau cháu quay lại cụ ạ. Cả tí cháu bận cháu về công việc rồi.
Và mới đưa kệ hôm sau không được cô ạ. Giọng to thật đấy. Trời, mồi nó ché. Màn solo giữa bổi và đấy, nó lại về một đàn trên đầu cháu ấy của và cháu hôm nay cháu nghỉ lâu, hôm nay cháu mới đi tí thôi, được thì được, chắc chắn được, cháu cũng về mà cháu phải đi làm. Con nghe nó lại nhảy lên trên rồi sao cũng nhỉ. Và ché nhiều quá mồi. Tưởng là cụ đi ra ở mấy bác ở bên kia. Thế cụ ở của mình nó. Thế cụ ở mình nó buồn à? Và chưa có hai ông bà. Mà nét thấy ố quá thì cứ đòi riêng chứ là không biết gì hết, cho cái dưới con này mà bẫy thì được thôi của ạ. Nhưng mà cháu thì cháu bận mất rồi, lại sang đấy. Hay xòe lắm.
chặt rồi. Học vui à bố? Ừ, gần không biết được vậy. Nếu bay rồi sao biết? Nó ngồi mỏ chân lắm. Nhẹ nó có sang à? Trẻ tiếp. Nhiều người đi quá. Đúng không bố? Nó đi ở người, toàn người đi ở dưới. Không phải con mào cui lúc nãy. Đây, con này còn đến ăn thôi. Ui, nãy trẻ. Này, con này. Qua đây rồi, đây rồi. Không phải, không phải. Con này còn khác. Bắt đầu đến rồi sao? Không có xuống nào. À đây, 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 đây. Ai cũng cải ngang lắm. Thấy sang rồi. Ừ. Rồi, màu đá lên đẹp không? Đâu rồi nhỉ? Kìa, nó núi à? Lấp đi nha, để cho nó xuống. Rồi, xuống đẹp lắm rồi anh em nha. Rồi. Ui, hay không? Ui, nó lấp cái cảnh kia nên không hết, không quay được cảnh chơi. Ui, màu đá nó siêu cùi hay sao ấy. Vâng, vâng, anh cứ để đấy thì em. Đầy rồi, đầy rồi. Bác làm cho về cái nhá. Vâng, vâng anh nha. Vâng, vâng. Ui giời ơi, nó lấp mất cái kia rồi. Phí không? Đây rồi. Đây rồi. Ở đằng đấy có nhìn thấy hết được không? Có. Ừ, nó hết tình huống này. Ôi, thôi. Mắc đẹp rồi. Ôi, ôi thôi chết rồi. Ôi, tự nhiên lại trồi cần. Tôi chết rồi. Ai được rồi, được rồi. Thế này càng gõ hơn đúng không? Ừ. Tự nhiên lại trôi lại thành đẹp anh em ạ. Ôi giời, vừa cái cầy này này. Kìa. Yeah. Quá thể hiện lên trời luôn. Nó vừa cái cầy. Ui, cái lại con lưa đấy nè. Kệ đó. Con này má đỏ hả bố? Đang thay. Thôi con nói ít là cả nó biết. Ui ôi, siêu cùi hay sao ấy. Hay nó thủi lông chả biết. Nó chẳng hãy đổi chỗ. Nhưng mà nó đang cay cấn này, đổi chỗ sợ nó nhảy luôn anh em nha. Móng móng rồi hay sao ấy. Nhảy. Ui quả hầu đẹp à. Nhảy. Nói chừng mới nhảy. Quá tuyệt vời. Mất bỏ công buổi trưa đi này anh em. Ngồi hơi xa nó hơi mờ. Tài quá.
không còn trời cánh tốt lắm. Con mồi này đang kích. Solo đi, solo đi em. Đấy, ui giời. Thôi, vướng cái gì rồi? Bay à? Chưa, chưa, vướng cái gì rồi? À, con cái. Cái, cái, cái. Con. Nó đậu chỗ nào? Kìa, con đậu ngoài ấy. Con đậu ngoài ấy. Rồi, đấy này rồi, con má, má trắng. Con đó ấy. Và con này đừng có vào. Con này đừng có vào. Đến. Ui, đây không phải hai con này. Con đẹp đâu rồi đấy. À, mình dở rồi đấy. Ừ. Ôi, không phải con này. Không phải à? Ừ. Ê, nó nữa. Con kia đâu rồi, con đẹp đẹp đâu rồi. Này, nó động, nó đi bắt đầu. Không ai có cái người chở bò. Hơi nhọ, nhiều ạ. Chế đây, sang đây. Ôi giời, nó lại đến con khác. À đây rồi, hai con khác anh em ạ. Không, một con mào cui không đấy. Con này nó bay sang bên kia. Tiếc quá anh em ạ. Hai con này không có lết đấu. Ê, nhỏ gì đấy. Đây rồi. Đấy, trẻ, con khác. Con này không ăn thua. Lại trẻ. Nó bên bụi bên kia kìa. Con kia mất hút luôn đâu. Sợ nha. Này cũng có đôi rồi đấy anh em này. Nó hơi bộ hơi nhỏ. Này kêu teo này có đôi rồi. Rồi. À con đi quay lại đấy. Quá đẹp này, con đằng kia đẹp này. Mỗi đội không thấy nó hết nét chơi đâu. Mồi vẫn đang khản cổ đấy anh em. Hốt cái gì vậy? Mấy giờ nhỉ con nhỉ? Hơn 2 giờ rồi, muộn mất rồi. Này phải hẹn hôm khác vậy. Một phút nữa nó mà không sang là về. Em ạ.
Thì mọi người đợi mình chút thì mình sẽ treo ở đây nhá. Đấy. Rồi chúc mọi người xem clip vui vẻ. Thì mình nghĩ hôm nay nó sẽ đấu, nó không sẽ được căng như mọi hôm nữa. Thông thường thì mình nghĩ là như vậy. Bởi vì nó chỉ đấu một hai hôm sung lúc đầu rồi, xong nó chỉ hầm hè nhau thôi vì nó đá trượt từ hôm trước rồi. Đây, mọi người đợi mình xuống nha, cả hơi dốc. Đây là em chim bổi nghi là chim sổng, hôm trước mình đánh bằng con mơ ra anh em nhé. Thì hôm nay mình đổi con mồi mới này của mình. Thì treo ra được một lúc thì nó lại về luôn rồi. Đúng rồi, đây là cái bãi của nó rồi. Về cái thì nó đấu nhưng mà không được nhiệt như hôm trước. Hôm nay đuôi mọc ra một ít rồi. Con mồi này mình mới đấy. Đang dụ xuống đấy. Đây ở túi rồi. Đúng không? Đang tìm đường xuống đấy, đấy, để bò. Quá tàm ba bận. Đấy. Hé đi, hé đi. Đây, trời nắng rồi. Nhé, nhé. Đây, đây. Hôm nay lông này thì chắc không có đá vanh được nữa. Nhé. Đúng rồi, mồi cứ thế thôi, mồi cứ thế thôi. Một đàn chim mới đến nữa kìa anh ơi. Nhưng không con nào xuống, mỗi con này vẫn con chim này xuống. Con này giờ đấy nhìn thấy mồi là nó đến rồi. Đấy, bay lên theo đàn đấy. Đây trên này còn là một gia đình nhà trào màu nữa vừa đến này anh em này. Hai con chim non, một con, hai cặp chim bố mẹ nữa. Đây, cảnh này là ba, bốn con luôn này anh em này. Anh em nhìn thấy chưa? Đấy, bốn con luôn. Ở gia đình 5 con đến. Con mồi mình để đây khá là lâu rồi. Này nó vẫn ra mỏ tương đối đều. Đây rồi.
Buổi này là buổi thứ ba này anh em ạ. Trước này nó đấu với con mơ của mình. Này có con kẹp con mái thì đi ngoài đấu cũng phải sung rồi. Quá khôn luôn. Con này mình nghĩ là nó bị trượt lồng rồi sao mà nó đánh rất là khéo mọi người ạ. Trước thì toàn đánh mé lồng, hôm nay cái lồng này thì nó lại không chịu nhảy, nhưng mà kiểu này thì trước sau cũng mới nhảy thôi. Móng 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 móng. Mùi đâu, hơi đảo cầu một tí đi. Thế, đảo sang bên này đi. Đúng rồi, mồi đứng đó, đứng im đó. Đấy. Ngước lên, ôi trời. À, nó nhảy sang đây. Đây lại có một em mái trắng đến này. Đấy, em mái trắng này dễ nhảy đó. Đừng. Đuổi con mái trắng này đi. Đấy, mình phải vừa mới ra để đuổi cái con mái trắng đi rồi anh em nhé. Thật sự mà chim mái trắng nó hay nhảy bất ngờ đó. Nhảy mất công. Bất ruột ghê nhỉ. Này, này. Ghẹ nó xuống đi. Đây rồi. Thế là nó đẹp rồi anh em này. Khá là lâu rồi đấy. Đấy rồi. Quá tàm. Nhiều bận rồi, không phải ba bận nữa. Rồi, thế xong rồi anh em nhá. Cuối cùng thì mày đã bị thu phục. Cuối cùng đã bị thu phục rồi anh em ạ. Ơi, có con gì ở ngoài nữa đấy. À, sau rất nhiều 3 ngày liền, cuối cùng em nó đã bị thu phục anh em ạ. Ui, nó đến một đống nữa kìa. Này có em mái trắng này vẫn đến, vẫn không hốt này. Vẫn đến đợi luôn ở trên lồng này. Còn lồng này sập rồi. Bông xòe này. Trời. Đẹp ghê. Chim sống này. Trời. Hay ghê nhỉ. Dọa mùi hơi ác anh em ạ.
Ui giời, đánh khô nào. Tất đánh mé luôn. Đúng là chim sở một khác, nó ghê. Nó có đậu vào cầu tử đâu anh em. Anh em nhìn kỹ cả này mắng mình. Úi bì bịp anh em ạ. Hai con luôn. Đang treo lục bẫy đây anh em này. Một con này. Một con nữa đâu? Nó phọc từ trong ra. Một con bay ra đây này. Đây. Chìm to quá. Ôi bay không? Ra thì gỡ rồi. Ôi thôi đấy. Đi rồi đi rồi đi rồi. May quá. Kìa. Anh em ạ, vừa nhìn thấy bịp bịp bay phi ở phát mồi này. Rúm ấy. Đấy, còn con bổi này hình như là chim sỏng anh em ạ. Nó không sợ. May quá, bịp bịp. Vì nó chưa đi đúng không? Thôi kệ đó, kệ đó. Nó có người mình ở đây, nó không dám nữa. Trên này rất nhiều ma trắng. Ngược sáng quá. Kìa ba con nữa kìa. Quá nhiều. Tí thì lại bịp bịp nó không để ý lại sơi mất. Con này thì nghi là chim sổng anh ạ. Chết. Ui ui, mẹ đánh trượt à. À nó bấu bên kia. Từ lúc bị bìm bịp nó dọa mồi không biết hót mới đây anh em ạ. Giọng chuông to ghê. Móng bộ đẹp. Nay mà anh em nào thả thì hơi uổng. To chim đây anh em ạ. Né nghiêng gì nữa. Có người rồi. Sao ui rồi đánh mé mới điên như vậy. Không bậu vào cầu. Còn này đúng là chim sổng của khác đánh rất khôn mọi người ạ. Ba bốn lần rồi đấy. Ai da, ai da. Tiếp tục đi. Đang gây cấn mà. Ui tiến cắn. Tiến bấu đầy chân rồi luôn này. Cầm máy quay này anh em này. Cho nó hết cái tình huống này kìa. Dập ra dập dư quá. Nó vờn mồi mình. Vỡ mồi ấy. Ngoài bìm bịp nó đã lùa ra rồi. Đấy khô nè. Nó cứ đánh dọa ấy thôi đã. Làm gì đâu. Căng phết ấy. Nhưng con chú chim này là nó chú định đánh mé nhá, không phải nói đâu anh em ạ, nó trổ chạm nhiều rồi không vậy. Dạ. Okay. Đây. Con bìm bịp nó lại đến. Ổi chín cây đấy chứ cô. Đây. Và chín mùa này nó thế. Và ngay ở dãy đường đấy. Ui nó bấu khổ nè. Mẹ nó bấu vào một lưới luôn. Đấy, anh em thấy chưa? Nó có bấu vào cầu đâu. Nó bấu vào ngoài, bấu vào lưới luôn. Chục lần đá rồi. Nhiều khi xem như này mới là có chút gây cấn đúng không anh em?
nhưng bụp cái được ngay, nhiều lúc cũng mất hấp dẫn. Nhào đấy, thế này nhào đấy, ít trượt rồi khôn ghê nhỉ. Ui nó bấu khôn à, mẹ nó bấu vào một lưới luôn. Đấy, anh em thấy chưa, nó có bấu vào cầu đâu, nó bấu vào ngoài, bấu vào lưới luôn. Xong rồi, xong rồi anh em nhá, vỡ cả mồi rồi, sợ thật. À không phải, nó chỉ hốt bìm bìm lúc nãy thôi, may quá, đừng có vỡ mồi là được. Được rồi, được rồi. Ừ. Đấy con bìm bìm nó vẫn kia kìa. Đấy à, được rồi, được rồi. Đây chim sọc. Nó lại trẻ. Nó về. Này về một đôi. Hai con này không phải hai con đấu. Hai con đấu là hai con khác. Mũi lại trẻ. Mũi căng nhỉ, mũi già vẫn căng. Lại trẻ tiếp. Đàn rộng nhá. Bỏ vậy, mỏi cánh. Ui trồng kìa kìa. Đàn bông lau hay sao? Ơi. Trên này nghe chắc nó chả còn như này đúng không? Không còn đất rộng nữa đâu. Đây đến kìa, đàn kia, cái đàn mũ kìa, chẳng vào mũ kìa, bay kìa. Thôi để đứng đây, để dừng đây xem nào. Mồi trẻ liên tục. Nó hăng quá. Lên em ơi. Mồi nó sụp quá. Lên đi. Lá nó chè. Mồi nó hăng này. Đang là đại tư. Đâu ấy nó núm ở đây. Đấy, 4 năm rồi. Hút. Vẫn đu xong một cây. Sợ rồi. Chim đẹp lắm anh ạ. Đẹp lắm. Ui, chim to. Mẹ đẹp thật. Nghĩ kìa anh em ơi. Tỏ nhá. Xuống đấy. Xuống thấp không?
Đi có một mình à? Chìm chơi hay không anh em? Sợ đếm xuống này anh ạ, chìm kiểu đứng xa xa này. Nó ngoài mùi nó vừa ché cái là lại không xuống rồi. Bội gió đẹp như kiểu chim này nó bị nhờn lồng này anh ạ. Lại lên. Để nó anh ạ. Ái ui ui, bội ché. Ui ui, mà chẳng ché đấy anh em. Đầu lắm mới thấy mà trắng ché mới mồi mơ của mình. Đấy. Xuống. Đầu lắm mới gặp con như này. Con này chắc đánh nhanh anh em ạ. Mã trắng này khá là vip. Nhảy. Con này chắc nhanh rồi anh em ạ. Giọng khá chuông. Treo van về ché luôn. Mồi đang dụ vào đánh rồi đấy. Nhảy 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 nhảy. Vướng cái lá xoài vậy. Nhảy. Cánh khá đều. Mồi chế rút đi. Quả yếm cũng khá là đẹp. Đang rút vào rồi đấy. Đấy này, đấy này. Mã trắng này là rất hay đánh bất ngờ này. Gấu nhỉ.
Đây rồi, đây rồi. Nó xanh xanh rồi. Vào đi. Hiểu không, phải không? Hôm qua đưa mấy anh em đi thì không gặp, hôm nay đi lại gặp ngay. Đúng là nhiều lúc đi là thì bẫy có khác, cũng như đi câu anh em ạ. Qua mấy anh em đến giao lưu rõ vui thì lại không gặp chim đấu. Trưa nắng quá. Nhá không? Đang về nhau rồi anh em ạ. Giờ này chỉ có ghe nhau thôi. Tìm thế rồi. Đấy, thỉnh thoảng mồi cứ chêm thế là. Giọng khá là chuông rồi. Tưởng ăn ngay mà lâu ghê. Chết ui. À, không phải. Rất điềm đạm. Đi nhảy lấp mất cái cảnh
Đấy, đứng đấy mà nhảy. Ừ, nhảy dễ nhảy mang bên kia rồi. Đấy. Đây rồi. Đấy, 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 đấy rồi. Úi rồi, lại bắn vào vanh. Đúng rồi, mồi lơ lơ rút đi. Thế. Chuyến này con mơ mình đi là có kinh nghiệm thế đấy. Chế mấy đôi. Chế đấy. Chế rút. Lại dính con gì nó đến đấy. Máu chiến này. Thôi sao. Anh em xem nước rút bổi của con mồi này của mình nhá. Chào tất cả mọi người cùng đam mê. Hôm nay mình sẽ đi ra cái chỗ con má lỡ lần trước nó chém con mồi mơ của mình đánh cách đây khoảng độ nửa tháng cái gì đấy. Thì hôm nay mình sẽ quay lại. Đợt trước là mình treo cái chỗ cành xoài này, đúng chỗ này này anh em này. Thì đây là khu vực thung của nó, thì hôm nay mình sẽ đuổi ra đây. Hy vọng hôm nay nó sẽ đến đấu và thu phục được, vì có một số anh em rất là thích nét chơi của em nó. Mặc dù là bây giờ thì chắc nó đang đuổi lông sâu rồi, thì có thể nét chơi nó sẽ giảm. Thế nhưng mà hy vọng là hôm nay sẽ được. Thì chúc mọi người xem clip vui vẻ. Đến đây rồi anh em ạ. Lại là má trắng đang thay lông. Sắp thành má đỏ rồi. Lại chế này. Kiểu này rút kiểu gì bổ chả đá anh em ạ. Ôi săn rồi anh em ạ. Thôi. Lại dính con gì nó đến đấy. Nắng há mồm. Chim này thay lông thì tầm tầm 20 ngày nữa là hoàn thiện anh em ạ. Cứ sợ cái gì ấy. Con bổi này có khi là thay lông thêm khoảng độ 20 hôm nữa là hoàn thiện rồi anh em ạ. Cho nên là nó không được căng lắm. Nếu mà hết cái phút này mình nó không nhảy thì mình cũng ra mình rút lông để ít nữa quay lại anh em nhé. Đó, nó hót vào cái lại chạy mình chế. Ai lại chế rút rồi. Thế đẹp. Mày mà nhảy luôn là mày hơi nhọ. Còn nếu mà xong pha này mà không nhảy là tao về 20 ngày nửa tháng nữa quay lại. Xuống.
À. Chim mình đang ra lông đuôi và lông mào anh em ạ. Này lên. Thế. Đây rồi, xuống rồi. Mời mọi người xem nếp đấu của hai giữa mồi và bổi nha. Đi một mình cho nên là hai con này đấu không được sung lắm. Mấy mùa này chim nó cũng vậy. Nhá. À. Đây. Nhìn kỹ bộ khá đẹp đây anh em ạ. Thấy đẹp rồi. Yên nắng đây. Ui, giật này là cái gì vậy? Sợ nhỉ? Nói trời. À, đến ngay thằng nào trẻ. Solo đi cho anh em xem đỡ buồn ngủ nào. Thôi nãy bị sợ còn gì rồi. À, con kia một đôi. Quanh rồi. Nước rút của bổi ấy rồi. Nắng quá mọi người ạ. À, đấu mỏ đấy. Thôi, xe máy. Ô tô đi qua rồi. Quanh rồi, quanh rồi. Con chim gì nó cứ ngoài nó chíu chíu ấy. Nhà trẻ niên tội. À, đuổi đuổi đuổi.
xong rồi anh em ạ. Xong rồi anh em nhé. Xong rồi. Rồi, xin chào anh em và hẹn anh em những clip về chim cảnh của mình tiếp theo. Buổi trưa được em bổi ma trắng đây, sập rồi vẫn ke kìa anh em này. Mái alo à. Đây là mọi người, mình với chú anh nhà mình đang oánh chim mà nó đang ở trên đầu rồi nhá. Đôi này rất là ác này, hăng dám ăn luôn. Đây mình còn chưa định vị được mà nó bay xuống đến đoạn nào cơ. Đây chú anh nhà mình đang tạo thế cho con bội nó nhảy vào đúng cầu tử luôn này. Bội hăng quá, nó bay đi bay lại trên này. Rồi, mình đang quan sát xem thấy nó đâu không mà nó hồn nó đứng ở bên mé bên này rồi, hơi khuất. Rồi, cho anh của mình đã gác xong, cho anh chào khán giả đi. Đây nha mọi người, hai em nó đã về đây. Ấy ôi giời, ngang tên lửa luôn. Rồi, đó là trên lồng mồi của mình nha mọi người. Hôm nay trời lạnh quá mà mình với chú anh nhà mình vẫn đi oánh chim đây. Nhà chán quá. Con này nấy nó đánh mấy phát vào mạn sườn nhưng mà không có sập nha. Màu rất là dày đẹp. Trời lạnh quá anh em ạ. Vừa mưa vừa lạnh. Mồi thực chiến đã lâu không ra trận này. Kiếm khá là đẹp anh em ạ. Kiếm khá đậm mà màu khá là dày nhá. Chuẩn bị đánh luôn rồi ạ. Mình mang hai mồi đi nên là hơi ồn nhá mọi người. Mình một mồi và chú anh một mồi. Trời lạnh quá, giờ chắc là chỉ 13-14 độ thôi anh em ạ. Lạnh rét lắm ăn. Nào, chơi luôn đi. Con cuốc ngay đây này bác ạ. Mà mình sang lại hơi khó nhỉ. Cháu mà đi bộ sang được thì sang thử bay phát nhỉ. Đây, bội rất là bánh cuốn ở đây.
mình quay hơi xa nên chất lượng hình ảnh không được nét căng mỗi lần đâu nha mọi người. Bộ chuẩn bị đá này. Rồi, bắt đầu chiến đấu. Rồi, lăn lê bò chuẩn. Đừng có nhấm lên rồi mớm là được. Sợ phát này nó nhún ra chứ, nếu mà nó bám đánh thì yên tâm. Bên này là bên gáy hay bên gì? Thôi rồi, sợ nó mớm nhá. Đánh này. Mỗi đánh nó cái là sập luôn. Lì phết nhỉ, không ra luôn. Đứng cầu tử ấy. Thế sao lại không sập nhỉ? Cũng sập chắc hơi căng, rời ra rồi. Ra lồng thôi chứ chưa ra, chưa à, ra khỏi cầu tử, chưa ra khỏi lồng. Mình mang hai mồi đi nên là ổn quá anh em ạ. Lại lên cầu rồi. Bác cầm mồi về gó gó cho nó im ấy. Ổn quá nè, mất hết tình cảm. Xách nó ra gó gó, im. Xách lại đi trước mặt bác. Hôm nay lì thật, ngồi trên cầu tử luôn. Sợ nó nhún bay đi thôi bác ạ, sập trượt thôi. Đấy, nhún. Rồi, tiếp tục. Đánh lì phết anh em ạ. Đấy, sang bên này, chuẩn. Úi giời ơi. Rồi, hàng nó về đội nha mọi người. Clip Quảng Tà La Lạng Sơn nha. Đây em mồi thực chiến, mình đã lâu không ra trận. Nào chú anh ơi, chào khán giả cái nào. Chào nhá. Rồi hàng đá về đội nha mọi người. Anh em nào ưng em nó thì alo mình. Một chú bội đánh rất là lì. Nháy nháy. Úi giời. Xuống. Trắng mới liền. Con chim già đâu nha. Ui má trắng này. Ba con này đẹp lắm anh ạ. Má trắng này đang là má lỡ rồi, đang thay lông đỏ anh em ạ. Thank you.
Nhưng con má trắng này không phải con đấu khác. Con đấu ở trên ngọn này, ngọn cây sung. Anh em ạ, đây con má trắng này. Ai ui giọng. Giọng khá là già thì. Má trắng này khá gấu anh em ạ. Giãn đấu với tầm mồi của mình này nè anh em ạ. Đấu giọng đàng hoàng ấy. Dễ nhào lắm. Đây đây đây. Giọng khá là chuông anh em nhé. Má trắng chim bánh má lỡ như này là giọng là khá ổn rồi. Mấy con trẻ. Mấy con liền ấy. Mấy con về. Đây nữa này. Kia nữa kìa. Còn đang ăn cái con đang đấu giọng này này anh em này. Xong đấy. Đấy, giọng hay không anh em? Thanh niên hoi. Ôi giời, trời. Trời vẫn tẻ. Mẹ con phá đám này. Dễ nhảy lắm đấy. Đừng có phá. Hay rồi anh em ạ. Úi giời, anh nhìn em con giọng chim này chưa? Mà lỡ mà giọng này. Chậm thôi. Xem con nó. Ơ, một cánh bạc hết này. Đây rồi. Con này nó đang đổi lông sao bạc hết lông anh em ạ. Bớt lửa đi mồi ơi. Thanh niên này cặp kè khá sớm anh em ạ. Lại cặp đôi rồi này. Lại có đôi rồi. Đấy, giọng anh em nghe thấy giọng con chim má trắng này chưa? Khá là cứng giọng rồi. Đó. Trời ơi, xuống đây. Đi bấy má trắng thì có lúc rất là bất ngờ, nhưng có lúc cũng tỷ lệ được cũng khá là khó. Thế nhưng có lúc thì bất được rất là bất một cách rất là bất ngờ. Đây này. Đấy, lúc. Nó vào lúc nào không biết đâu anh em ạ. Đây nó bày đi bày lại mấy lần rồi. Cũng đến đấu cũng các thể loại rồi. Nói giọng chim này là khá chuông giọng. Đấu cũng khá lâu rồi đấy. Lông bạc hết rồi, đang đổi lông. Mình đứng khá là gần nên nói hơi nhỏ, mong anh em thông cảm nhé. Đây, lắp trong
trong đấy này anh em này. Đấy, này. Đấy, quay được cảnh chim nó không phải là dễ đâu mọi người ạ. Thực sự thì bẫy được những chú mái trắng tố chất tốt khá là khó anh em ạ. Đấy, mồi nó dụ như này nhưng mà nó có sang đấu hẳn đâu anh em. Lần thứ L bay đi bay lại đấu rồi anh em ạ. Nhìn giọng khá là cứng chắc. Này này nó khi nhảy đấy. Nếu mà con này mà nhảy thì đây là lần đầu tiên con mồi này sau 3 năm mình đi bẫy, lần đầu tiên nó bẫy được mái trắng luôn. Chim má lỡ. Có vẻ say lắm không? Ấy. Ui nhà nó nữa. Đừng có nhảy vào nhá. Cho em mới ra ổ hay sao anh em ạ? Xa đâu. Nói chị anh em nghe giọng thẩm giọng con này cho mình nhé. Mồi hơi căng. Hiểu dám nhảy không anh em? Đây rồi, ôi rồi, tưởng nha. Đây rồi, đây rồi. Ôi báu rồi sao nhỉ? Nhảy, nhảy đi, nhảy đi, nhảy đi. Khá là màu mỏ. Nháy nháy. Úi giời. Đâu rồi? Kìa kìa cái này. Nháy nháy nháy. Ôi, nó rủa quá. Này, thấy rồi, thấy rồi. Ha ha ha.
đầu nước rút ổn bổi, bắt đầu giảm dần con mồi ấy. Thấy nó trùng là có khi nó đánh đấy anh em ạ. Như giống mái trắng nó vậy. Hoặc là bất kể con chim nào ngoài, khi nó thấy mồi yếu lửa hơn nó tí là nhiều con nó đá luôn anh em nhé. Lại đi rồi.